Hi, chào mừng bạn đến với kênh CD Hay Studio. Video này Toàn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái video intro cực kỳ đẹp và rất là nhanh. Nếu như các bạn làm YouTube một thời gian rồi nhưng video các bạn vẫn chưa có intro thì qua cái video này các bạn nên tập làm cho mình một cái video intro riêng. Bởi vì nếu như kênh YouTube các bạn những cái video không có intro hoặc là outro thì nó sẽ rất là tiếc. Bởi vì chính intro và outro nó sẽ giúp cho kênh các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, và người xem người ta sẽ đánh giá kênh các bạn tốt hơn. Và thường theo mình thấy những kênh có intro, mình xem mình cảm thấy mình thích và mình có xu hướng mình đăng ký những kênh đó, bởi vì cảm thấy những kênh đó họ chỉnh chu về nội dung và họ chuyên nghiệp. Rồi, nếu như các bạn không rành về edit phim và không rành về cách làm intro thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái phần mềm, một cái công cụ có sẵn trên website. Đây là cái phần mềm mình mới vừa tìm hiểu được, nó rất là hay. Đây là phiên bản trả phí, nó không hề miễn phí, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó phù hợp nhất mà các bạn không phải tốn quá nhiều chi phí nha. Rồi, cái phần mềm và ứng dụng mình đang hướng dẫn các bạn đó là Intro Brand. Để sử dụng thì bạn có thể bấm vào đường link bên dưới mô tả video này của Toàn. Và ở đây các bạn thấy nè, phần mềm này nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra rất là nhiều dạng video intro đẹp mà các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo ý thích cá nhân của các bạn. Ở đây, với phiên bản miễn phí của phần mềm này thì nó sẽ để một cái logo bản quyền lên cái video intro, và độ phân giải của các bạn nó chỉ ở mức rất là thấp, 640x360 pixel. Ở những cái độ phân giải cao hơn thì nó sẽ bỏ cái logo bản quyền ra luôn. Đối với HD 720 thì giá là 19,99 đô cho một cái video intro các bạn chỉnh sửa và xuất ra hoàn chỉnh. Độ phân giải cao hơn là Full HD 1080 thì giá của nó là 29,99 đô. Và cái độ phân giải cao nhất là 4K thì giá của nó đến gần 50 đô, tức là hơn 1 triệu ha. Và chi phí này là các bạn phải trả cho một video, mà các bạn sẽ chỉ trả một lần, bởi vì khi các bạn làm ra một lần thì các bạn sẽ có cái video intro các bạn có thể sử dụng nhiều lần trên cái kênh của các bạn, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này nha. Rồi, đầu tiên các bạn vào trang chủ, các bạn đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Sau đó các bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào thành công, các bạn nhấn vào mục Animation ở trên này nè. Thì nó sẽ chuyển sang một cái trang như thế này. Trang này nó cho các bạn sử dụng các cái mẫu intro có sẵn của nó, rất là chuyên nghiệp nha, vừa chữ vừa có nhạc nền luôn. Nhạc nền theo mình thấy là nó không bị bản quyền. Và các bạn thấy kênh YouTube của Toàn mới vừa có cái intro mới, thì cái intro đó mình sử dụng cái công cụ này để làm, và mình thấy nó chuyên nghiệp hơn hẳn so với cái intro cũ. Bởi vì lúc trước có một bạn đã xem video của Toàn và comment góp ý cái intro cũ nó không có đẹp và nó không có thu hút, do đó mình quyết định thay đổi cái intro. Và trong quá trình thay đổi mình đã quyết định sử dụng công cụ này và thành công. Do đó mình sẽ chia sẻ những gì mình tìm hiểu và nghiên cứu được cho các bạn ha. Rồi, ở giao diện này thì nó có các cái chức năng chính sau đây. Ở phần filter này thì nó sẽ lọc các bạn muốn làm video dạng logo hay là video, màu sắc của video, độ dài video, độ phân giải của video. Các bạn lưu ý nha, độ phân giải cao quá thì hình như là các bạn phải trả phí. Thôi mình cứ chọn đi, mình cứ chọn thử độ phân giải cao đi ha. Rồi, ở đây các bạn được chọn những cái mới nhất, là nó sắp xếp những cái mới nhất đó, những cái này là những cái mới nhất lên trên, còn cái này là những cái phổ biến nhiều người dùng nhất ha. Cái này dùng để tìm ra một cái video bất kỳ mà các bạn ít xài. Rồi, ở đây các bạn thấy nè, các cái mẫu intro có sẵn. À đây, các bạn xem ha, đây là cái mẫu intro CD Hay của mình mới vừa làm. Thì mình tắt tiếng đi ha. Đó, các bạn thấy ha, đây là cái mẫu CD Hay các bạn đã thấy toàn làm đúng không? Và khi mà mình sử dụng cái công cụ này mình làm, nó sẽ cho mình cái video như thế này. Đó, CD Hay Studio nè.
cái logo của Toàn mới vừa làm, nhưng mà nó bị cái là trả phí, do đó nó để cái logo của nó ở đây nhìn khá là khó chịu. Mà thật ra thì mình cũng không muốn mất chi phí vào cái khoản này. Nếu như các bạn nào muốn làm chuyên nghiệp, các bạn có khả năng thì các bạn vẫn có thể trả phí để nó bỏ hoàn toàn cái này cho các bạn video chất lượng hơn. Nhưng mà ở đây mình hiện tại mình không cần, nên mình đã sử dụng một cái thủ thuật nhỏ để cắt bỏ cái logo này để tạo ra cái intro các bạn đã thấy ha. Chút nữa mình sẽ demo cho các bạn cách mình sử dụng để mình cắt bỏ cái phần logo này đi. Các bạn thấy nè, những cái độ phân giải cao hơn nè, mình phải trả tiền nha. Trả tiền ở đây thì chúng ta sẽ được bỏ cái logo này ra luôn. Rồi, quay trở lại với những cái mẫu intro có sẵn ở đây thì các bạn thấy nha. Đây, rất là nhiều mẫu ha. Mình sẽ lấy cái mẫu phổ biến nhất đi. Rất nhiều mẫu. Bây giờ mình sẽ bấm vô một mẫu mình xem nha. Tắt tiếng đi. Đó, rất là chuyên nghiệp luôn đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể đổi cái chữ này thành tên thương hiệu các bạn. Cái này là gọi là video intro dạng chữ. Nó có một cái dạng nữa là video intro dạng hình. Hồi nãy các bạn nhớ lúc đầu mình chọn, khi nó hỏi mình á, mình chọn là dạng video. Nếu như chọn dạng hình thì nó sẽ yêu cầu các bạn đưa một tấm hình vô để nó làm video. Rất là nhiều, các bạn có thể đưa chuột vào để xem review của mỗi cái intro này, các bạn thấy thích cái nào thì chọn thôi. Rất là nhiều ha. Cái nào nhìn cũng khá là hấp dẫn ha. Đó, những cái này mình thấy một số kênh lớn họ cũng làm cái dạng intro giống giống kiểu như vậy ha. Nhìn khá là hay. Rất là nghệ thuật. Đó. Nếu như không sử dụng những công cụ này mà để tạo ra những cái video intro như thế này, chúng ta cần đòi hỏi kỹ thuật làm phim cực kỳ đỉnh cao luôn á mới làm được. Và làm ra những cái intro này mất khá là nhiều thời gian đó các bạn, nếu như các bạn làm từ đầu không thông qua những cái template có sẵn như thế này. Đó, chúng ta có thể chọn bất cứ cái nào các bạn thích. Giờ mình lấy cái này đi ha, mình lấy cái này đi. Khi các bạn chọn được một cái mẫu intro ưng ý rồi, các bạn sẽ nhấn cái viết để edit. Thì khi nhấn cái viết edit thì nó sẽ mở ra cái trang cho các bạn tùy chỉnh cái video đó. Đây. Ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn hai tùy chọn ha, các bạn sẽ đưa cái logo các bạn vào đây hoặc là các bạn sử dụng chữ. Ở đây chúng ta nên sử dụng chữ. À. Và cái intro các bạn đang là 5 giây ha. Các bạn nhấn quit now. Rồi, đến bước này thì các bạn sẽ nhập chữ ha. Đó, mình sẽ lấy ví dụ mình sẽ nhập cái này ha. Đó, chia sẻ để thành công. Hoặc là mình sẽ nhập cái đường link kênh YouTube của mình ha. CD Hay Studio. Đó, ví dụ như vậy ha. Có thể đổi màu chữ nè. Đó. Ok. Đổi màu slogan nè. Đó. Ok. Rồi, khi các bạn đã ưng ý rồi thì nhấn next. Đến bước này thì các bạn sẽ chọn nhạc nền cho cái video đó. Rất là nhiều ha, các bạn cứ chọn đại một cái đi. Mình thấy là nó không có bị bản quyền. Chọn đại cái này ha. Rồi các bạn đợi một tí thì chương trình này nó sẽ tạo cho các bạn video intro. Đó. Các bạn chọn độ phân giải cao luôn đi
để chút nữa mình xử lý dễ hơn. Có thể chọn 4K nữa nè. Cái giá tiền ở đây là các bạn phải trả nếu như các bạn muốn bỏ cái logo bản quyền ở trên cái video gốc nó xuất ra. Còn nếu như không thì chúng ta cứ sử dụng miễn phí đi, là chút nữa mình sẽ chỉ các bạn cách xóa bỏ cái logo đó. Rồi, thì các bạn thấy đến bước này thì nó đã tạo xong cái video intro cho mình và đúng thời lượng là 5 giây. Và các bạn thấy nè, logo bản quyền nó nằm ngay đây. Đó, cho các bạn xem lại ha. Đó, gõ đường link kênh YouTube. Có thể thay đổi bằng tên kênh YouTube của các bạn. Sau đó hiện ra tên kênh YouTube. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hay đúng không? Rồi. Đến bước này thì chúng ta đã có cái video intro ưng ý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tải về. Tải về. Bấm vào nút 3 chấm này. Rồi đến bước này, chúng ta sẽ tải video này về bằng cách nhấn chuột phải vào cái video này, chọn là lưu video nha. Các bạn lưu chọn nơi lưu. Sau khi lưu thành công, mình import cái video intro vào Camtasia. Và độ phân giải Camtasia mình đang để đến 4K lận. Và cái này các bạn thấy nè, ở đây nó chỉ xuất được cho chúng ta độ phân giải là 700 x 300 mấy nè. Đến đây chúng ta bắt buộc phải scale như thế này. À, scale bằng tay như thế này để tạo ra cái video nó lớn hơn. Đến bước này thì chúng ta phải sử dụng hậu kỳ video để cắt xén bỏ những cái này. Thì có rất là nhiều cách để cắt bỏ cái này. Thứ nhất là chúng ta có thể thu nhỏ cái vùng này lại. Các bạn có thể sử dụng công cụ này, các bạn có thể thu nhỏ cái này lại để các bạn bỏ này đi ha. Đó, bỏ này đi. Và chúng ta sẽ đổi cái màu nền background thành cái màu nền của cái video intro thì các bạn sẽ dễ dàng cắt bỏ được cái đó. Các bạn xem lại nha. Đó. Đến bước này thì các bạn thấy là lúc đầu là nó màu xám, khúc sau là nó đổi thành màu trắng nè, do đó cái nền màu này nó đang bị lệch. Thì đến bước này các bạn phải xử lý hậu kỳ, các bạn phải thêm một cái background màu trắng cho nó khớp với lại phần cuối của video intro này. Cái đó là tùy vào mỗi bạn, các bạn hãy khéo léo làm thì cái video intro các bạn nó sẽ đẹp và tự nhiên hơn rất là nhiều. Và các bạn thấy là mình không có tốn chi phí nhưng vẫn có một cái intro đẹp, chỉ cần qua hậu kỳ chỉnh sửa một tí. Và các bạn thấy cái video intro của Toàn, đây là cái video intro của Toàn này, xuất ra nó cũng rất là nhỏ và zoom lên thì nó sẽ bị như thế này, các bạn thấy không, rất là xấu. Và Toàn đã xử lý bằng cách giống như nãy giờ chúng ta tìm hiểu ha. Thứ nhất là cắt xén bỏ cái này đi cho nó bằng nhau ha. Rồi thứ hai, trả cái intro này về đoạn cuối và mình cũng đổi màu background ha, đổi màu background của cái này nó trùng với lại màu background của cái intro. Rồi xong. Đây các bạn xem nè, đó, đúng đúng là cái video intro của Toàn đúng không? Và với mỗi cái mẫu intro ở trên và mới mỗi cái mẫu intro ở trên này, các bạn tùy vào cái video xuất ra thì các bạn xử lý cho nó tự nhiên và nó bỏ cái logo bản quyền đi là được nha, không có cái nào nó giống cái nào hết. Ok, thì trên đây Toàn đã chia sẻ với các bạn cái công cụ để tạo ra cái video, để tạo ra cái video intro cực kỳ hay và cái mẹo để các bạn có thể xuất ra mà không phải trả phí vẫn dùng được. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy cái công cụ này hay và muốn xuất ra cái video đạt chất lượng cao nhất, không cần phải sử dụng các cái thủ thuật và không cần phải phóng to cái video lên, bởi vì cho dù các bạn làm tốt, các bạn phóng to lên như vậy thì có khả năng có thể cái intro này nó sẽ bị vỡ, bị nhòe, nó không có rõ. Do đó mình khuyên các bạn nếu như có điều kiện hãy bỏ ra chi phí để mua bản quyền cái video này để cắt bỏ hoàn toàn cái logo,
và các bạn có một cái intro hoàn toàn đẹp, không có bị bản quyền, các bạn có thể sử dụng lâu dài. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Toàn. Chúc các bạn có một cái video intro đẹp, dễ làm và thu hút được nhiều người xem trên kênh YouTube nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video sau. Đừng quên để lại comment nếu các bạn gặp khó khăn về thực hành. Các bạn nhớ ủng hộ Toàn bằng cách like video và đăng ký kênh CD Hay Studio nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video sau nhé.